Chắc là vậy thôi chứ mình đâu có tiền mà nuôi nó đâu em à. Ê, ba mẹ xin lỗi con nha. Ê, cái gì mà ngửi ồn dữ vậy, người ta đang ngủ mà kỳ cục thì chắc ơi. Ba mẹ đâu rồi, sao mình lại ở ngay cái thùng rác, người ở đây còn có một con sói nữa vậy trời. Mình đang bị một con sói nó rượt mình đây trời ơi, trời cứu con với ơi, chết rồi, đường cục rồi ơi không, kiểu này là chết chắc mình rồi ơi không. Ôi cái gì vậy, em cảm ơn chị nhiều nha, nhưng mà chị là ai vậy, sao chị cứu em dạ? Em có sao không, chị tên là Nabi nhưng mà sao đêm tối thanh vắng như vậy mà em ở trong rừng một mình vậy? Tại vì nhà em nghèo quá à, nên là nhà em không có đủ tiền nuôi em. Vậy là bây giờ em không có gia đình, không có nhà ở gì luôn. Dạ hình như là vậy đó. Thôi nánh này không cho em là em gặp chị đó nha. Tại vì chị cũng vậy, chị không có gia đình, không có nhà cửa gì trơn. Lộ vậy chị đó thiệt không? Thiệt mà, chị không có gia đình, em không có gia đình, chúng ta trở thành một gia đình đây. Ê, hôm nay tôi vừa gặp được một người có hoàn cảnh giống tôi, đó chính là chị Nabi nè, trở thành gia đình được không dạ? Tất nhiên là được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này, em chịu. À, em chịu yeah. Vậy là mình có gia đình rồi, mình không cô đơn rồi. Ây da. Chị lỡ tay á. Trời đất ơi, lỡ tay đánh đầu muốn chết. Đứng lại đó. Trời đất ơi, đứng lại đó cho tôi. Mệt quá. Trời đất ơi, nhưng mà mình ở đâu đây? Ủa sao chỗ này có một cái làng, hình như là một cái làng này chị Nabi ơi. Wow, cái làng này đẹp quá vậy, các bạn nhìn kìa. Ở lại đây được không ta? Trời ơi, cái làng này nhìn thú vị quá à. Không biết nữa, nhưng mà chị nghĩ chắc là được á. Đúng rồi, tụi mình hả thử xin phép ở lại trong làng này. Đúng rồi, bây giờ có gỗ đâu các thứ luôn. Mình nghĩ chúng ta sẽ ở lại đây được đó các bạn à. Cho em phụ với, cho em đứng nhìn không vậy? Ok, có một cây nè. Được rồi, vậy chị chặt ở đây đi, mình sẽ chặt ở cái cây bên này các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chặt gỗ để xây nhà nào. Được rồi, chúng ta sẽ trở thành một gia đình và có một căn nhà luôn. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ gỗ ở đây và chúng ta sẽ chế tạo thành những cái tấm ván gỗ này để chúng ta cùng nhau xây nhà nha các bạn ơi. A few moments later. Xong rồi chị Nabi ơi, và bây giờ chúng ta chỉ cần đặt cái cửa vô đây nữa là chúng ta sẽ có một căn nhà. Mình có bạn mới hả? Ôi hình mình nghe ta. Ui ai vậy ai? Ui Nabi ơi, hình như con người tới chơi, con người tới chơi. Hello mấy anh, tụi em là người mới tới nè. Trời ơi sao mấy đứa này mặc đồ rách rưới quá vậy? Mặc đồ rách xin lỗi, tại vì tụi em nghèo nên tụi em không có nhà, không có cửa, tụi em không có áo quần luôn. Bây giờ tụi em mới xây nhà trong làng của mấy anh nè. Trời ơi ai cho tụi mày, mấy đứa nghe tụi mày vô làng của tao không xin phép hả? Trời bây giờ tụi em xin phép rồi được không? Tại vì tụi em cũng ở cái chỗ nằm ngoài rìa của ngôi làng chứ không có chiếm đất ở trong đâu. Thôi kệ tụi nó đi HuyNoob, tụi mình đi câu cây. Nhìn thấy ghê. Nhưng bọn họ không có thích tụi mình đó chị Nabi ơi. Phải đi làm kiếm tiền để bọn họ không khinh thường nữa. Phải đi làm để kiếm tiền là nhiều tiền để mà bọn họ không được khinh từ tụi mình nữa. Nên là các bạn hãy nhớ ủng hộ To Gà thiệt là nhiều nha, cùng chị Nabi cùng nhau đi làm giàu nha mọi người. À nhưng mà làm giàu là làm gì? Kiếm tiền sao bây giờ? Trời ơi vậy mà tưởng mạnh miệng sao? Hồi nãy chị có đưa em cái rìu đó. Cái rìu này hả? Chúng ta đi kiếm tiền ok. Hình như bên kia có hai chú dân làng đang chặt gỗ kìa. Từ từ em có ý này. Hai chú dân làng ơi, tụi con có thể giúp gì cho hai chú không? Chẳng hạn như là tụi con có thể chặt gỗ giùm hai chú chẳng hạn. Đúng rồi, chặt gỗ giùm Đúng rồi, sau đó tụi ta lười chặt gỗ quá. Được rồi, vậy bây giờ tụi con chặt giùm hai chú thôi, hai chú trả tiền công cho tụi con nha. Chặt gỗ đó chị Nabi, chặt nào các bạn ơi, let's go. Wow, được rồi, quá trời gỗ luôn mấy chú dân làng ơi. Nhiêu đầy đủ chưa của mấy chú nè. Được rồi, ta trả tiền nha. Trời ơi chị Nabi ơi, em kiếm được tiền rồi nè. Yeah. Ôi, đây chỉ là đồng tiền đầu tiên mà tụi mình đã kiếm được nè. Yeah, vui quá đi à. À nhưng mà chị Nabi ơi, chúng ta sẽ làm gì với số tiền này bây giờ? Chúng ta dùng tiền để mua thức ăn đi, còn dư bao nhiêu thì tiết kiệm. Okay. Cũng hợp lý đó, chúng ta hôm nay sẽ được ăn một bữa thiệt là ngon. Sáng rồi các bạn ơi. Thôi được rồi, chúng ta chuẩn bị làm việc tiếp. Quên giới thiệu với các bạn ơi. Sau một khoảng thời gian tụi mình làm đi chặt gỗ phụ cho dân làng, bây giờ tụi mình đã kiếm đủ tiền để xây lên một căn nhà mới rồi nè mọi người. Chị Nabi ơi, tụi mình giới thiệu cho mọi người coi căn nhà này đi. Bây giờ tụi mình đã xây ra được một căn nhà vô cùng là đẹp luôn. Không những thế tụi mình còn mở nguyên một cái xưởng gọi là chặt gỗ này các bạn. Hình như lại có khách tới, có khách tới. Ôi hôm nay ta cần 5 stack gỗ vô. Ui, 5 stack gỗ à? Dạ dạ được rồi, có gì có gì tụi con đi kiếm rồi tụi con sẽ mang qua cho bác dân làng. Giờ bác yên tâm, bác yên tâm. Ok, nhanh lên đi lấy gỗ thôi các bạn. 5 stack gỗ lần đó là hơi bị nhiều luôn đó. Cố lên nha chị Nabi ơi, chúng ta lấy thiệt là nhiều gỗ nha. Let's go. Hình như mình đủ 3 stack gỗ rồi nè, em mệt quá trời đất ơi. Ôi, chị Nabi được bao nhiêu rồi? Chị Nabi được bao nhiêu rồi? Ui, cái gì? Wow, chị Nabi được 2 stack là con gạo kì vậy. Ôi, mấy miếng gỗ rồi. Ôi, cái gì? Ôi, đừng lại, ôi, làm cái gì vậy? Trả đây, trả đây. Ôi, bị hai cái bạn kia lấy rồi giờ sao? Chúng ta phải làm lẹ lên, nếu không là trễ giờ khách hàng là lần sau mình bị hả mắng vốn, mình bị mất khách đó. Không được, không được. Many minutes later. Thôi đủ rồi, đi về, nhanh lên chị Nabi ơi. Chú dân làng, chú đợi có lâu quá. Mấy đứa có biết ta đã đợi tới cả buổi trời không? Dạ. Mới tới. 5 stack gỗ của bác đó, bác thông cảm nha, tụi con đã cố gắng rồi, mặc dù hơi trễ. Tiền của mấy đứa đây, lần này ta bỏ qua đó. Không tới phạm người ta sẽ không thuê mấy đứa nữa đâu. Dạ, tụi con biết rồi, con cảm ơn, được rồi, con cảm ơn bác nha, bác về vui vẻ. Và đây chỉ là số tiền mà tụi mình tiết kiệm được này, cất tiền vô nè. Với số tiền này em nghĩ là mình sẽ được mở rộng cái shop này lên luôn đó chị Nabi ơi. Chúng ta ngày mai sẽ dùng tất cả số tiền mình đã tiết kiệm được để nâng cấp cái shop này lên. Bây giờ chúng ta đi ngủ rồi, chúc chị Nabi ngủ ngon nha, em ngủ đây. Yeah, chị Nabi ơi, tụi mình đã nâng cấp cái nhà mình lên rồi nè các bạn. Mình sẽ trở thành một cửa hàng gỗ rất là bự trong cái ngôi làng này. Không những thế, bên cạnh nhà mình còn trang bị những chú bò, và những chú bò này sẽ giúp Đinh đi lấy gỗ luôn này các bạn. Gì đâu thấy không? Đó, cứ như vậy chẳng mấy chốc shop mình sẽ thiệt là đông khách đâu bà con. Ủa cái gì đâu? Trời ơi, quá trời dân làng tới mua gỗ nhà mình luôn. Chúng ta sẽ dắt mấy chú bò này đi kéo thêm thiệt là nhiều gỗ về các bạn ơi. Let's go. Có những chú bò này chúng ta sẽ đỡ rất là nhiều sức, chúng ta phải đi kéo gỗ về. Bây giờ chú bò đã kéo giùm mình rồi. Chị đã bây giờ em về rồi nè, Ủa sao vậy? Ôi có rồi, gỗ về đây, gỗ mới về đây. Đây gỗ của quý khách đây, cảm ơn quý khách đã ghé mua nha. Ôi trời đất ơi, cảm ơn. Hôm nay là một ngày gọi là thành công mua may bán đắt, một phần là nhờ các bạn ủng hộ tôi, cũng là một phần là nhờ những chú bò để giúp tôi kéo gỗ về đó chị Nabi ơi. Chúng ta giàu to rồi, từ bây giờ chúng ta sẽ không bao giờ bị kinh thường nữa. Yeah. Ôi trời, đúng rồi. Ôi cái gì vậy? Ôi sao nhà bây giờ cái gì? Hai người không lẽ nào? Ôi đừng lại đó. Ôi hình như hai người đó đốt nhà mình đã. Trời ơi, dập lửa đi chị Nabi ơi. Không được, cháy nhà rồi, cháy hết luôn rồi các bạn ơi, nhà của tụi mình. Ôi cái thùng tiền nó cũng bị cháy hết luôn rồi chị Nabi ơi. Trời ơi, vậy là mất hết rồi các bạn ơi. Công sức tụi mình kiếm được bao lâu nay đã bị thiêu rụi hết rồi. Dù gì chúng ta cũng từ 2 bàn tay trắng lên. Bây giờ trắng tay trở lại cũng có sao đâu. Bây giờ chúng ta sẽ chặt gỗ lại từ đầu, và chúng ta sẽ kiếm tiền lại, chúng ta sẽ làm giàu lại chị Nabi ơi. Chúng ta không được bỏ cuộc các bạn. Bây giờ mà chúng ta bỏ cuộc là chúng ta sẽ thất bại đó. Có một cái cây khá là bự này, chúng ta chặt nó đi để chúng ta đem về chúng ta bán rồi các bạn. Chặt nè, nhanh lên con nè. Cái gì? Ôi sao cái cây này nó biết nói vậy chị Nabi? Cái gì vậy? Ôi cái gì phải vậy? Hay là em ra lộ đem chặt lại cái nữa thử coi. Ê cha, ok vậy. Hình như là đúng rồi, cái cây này nó biết nói chuyện. Ôi trời ơi, cái chuyện gì xảy ra vậy? Ôi cái gì? Ôi không phải. Ôi trời ơi, hình như là thiệt đây, cái cây này nó có cái khuôn mặt luôn này các bạn ơi. Trời ơi chết người, đừng có đem chặt ra nữa, tao đưa ngươi tiền nè. Ôi cái gì, đừng chặt ra đưa tiền hả? Ôi cái gì là sao? Bây giờ các ngươi đừng có chặt ta nữa, bao nhiêu tiền thì ta sẽ đưa cho các ngươi hết. Ôi cái gì thiệt ta, không nói thiệt không vậy? Trời ơi, được rồi, vậy tụi tôi sẽ không chặt gỗ nữa đâu. Cái gì vậy? Sao ở đây quá trời kho báu luôn nè. Ui, vậy đây là thần cây các bạn ơi. Và nếu không chặt ông ấy sẽ ban cho mình gọi là tiền tài đây các bạn. Ui, con cảm ơn ông thần cây nhiều nha. Yeah, giàu thiệt rồi. Vậy là từ nay mình đã có rất là nhiều tiền và không cần phải đi chặt gỗ nữa rồi các bạn ơi. Yeah, vui quá đi à. Được rồi, bây giờ chúng ta về dùng cái tiền này chúng ta xây lại căn nhà chúng ta. Mặc dù nó bị cháy rồi nhưng mà bây giờ mình đã có tiền xây lại rồi chị Nabi ơi. Tụi mình đã xây cho tụi mình một căn nhà mới rồi nè các bạn. Nhà giàu luôn rồi, chúng ta sẽ không còn bị coi thường nữa rồi. Trời đất ơi, công nhận là nhà mình đẹp quá chị Nabi. Ủa cái gì vậy? Ui, lại là hai người nữa sao? Hello hai người. Hồi nãy nhớ hai người sao về hai người cho nên giàu dữ vậy. À trời ơi, lý do mà tụi tôi giàu như thế này là nhờ ông thần cây đó. Ông thần cây là sao? Đúng rồi, ông thần cây kêu là chỉ cần tụi tôi không có chặt cây nữa là ông sẽ cho tụi tôi vàng bạc quá trời châu báu luôn. Đây là tụi tôi mới giàu được, xây được cái nhà như vậy đó. Ủa thiệt hả? Ê Huy, bây giờ mình kiếm ông thần đó thử đi. Ok ok. Ủa em chỉ mấy người giàu như vậy hả? Đúng rồi, có biết kiếm hết. Trời đất ơi, bọn họ đi luôn rồi chị Nabi. Thôi kệ đi, bây giờ chúng ta đi vô nhà đi. Bây giờ chúng ta đã không còn nghèo khó khăn nữa rồi chị Nabi ơi. Đi vô nhà thôi. Ok, đi vô nhà thôi các bạn ơi. Ôi, hình như là cái cây này nè. Vậy làm sao đi Huy ơi? Đốt nó thử đi, đốt nó thử đi. Ồ, đốt lấy tiền, đốt lấy tiền. Ok, đốt nè, đốt nè. Ủa, đốt nè. Trời ơi, đốt để lấy tiền ông chứ làm gì, giống như hả Nabi tô gà đó. Đúng rồi, đem tiền đi, đem tiền đi. Ta sẽ bắt ngươi luôn. Đúng rồi. Trời ơi, tôi chạy thăm đi, đúng rồi. Trời ơi, tụi tôi chạy đây, hẹn gặp lại các bạn trong những video khác. Đúng rồi.